Thưa quý vị, đô thị và văn hóa đô thị là vấn đề nhận được sự quan tâm của cả giới chuyên môn lẫn những người dân bình thường. Trong số nhiều cuốn sách, nhiều công trình nghiên cứu về đô thị thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng khán giả cuốn Đô thị Việt Nam, góc nhìn từ nơi chốn của kiến trúc sư Vũ Hiệp, từng là du học sinh tại Đại học Kiến trúc và Xây dựng Saint Petersburg, Cộng hòa Liên bang Nga, sau đó làm công tác nghiên cứu song song với vai trò giảng viên đại học, nên anh có cái nhìn vừa bao quát vừa cụ thể về văn hóa đô thị. Trong chuyên mục cuốn sách tôi chọn sáng nay thì nhà nghiên cứu Vũ Hiệp sẽ chia sẻ đôi điều về cuốn sách mà anh là tác giả, sách do nhà xuất bản Xây dựng ấn hành. Các chuyên gia, kiến trúc sư hay các nhà quy hoạch đô thị là thường chúng ta sẽ tưởng tượng ra công việc của họ sẽ là đầu tiên họ làm cái bản quy hoạch chung cho toàn thành phố. Sau đấy là họ sẽ quy hoạch từng những cái phần nhỏ chi tiết của đô thị. Thế thì có một cái cách tiếp cận khác là từ nơi chốn. Từ nơi chốn tức là gì? Người ta sẽ tiếp cận đô thị từ những cái góc nhỏ của thành phố. Trịnh Công Sơn luôn nhớ về Hà Nội là cái gì? Tức là ông nhớ là cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ. Đối với tiếp cận mà của các chuyên gia thường chúng ta thấy ấy, thì là nào là các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật rất là có công thức tính, rất là khoa học. Nhưng mà những con người bình thường khi mà tiếp cận đô thị bằng nơi chốn ấy thì quan trọng nhất phải là cảm xúc. Hay có người phải nói là cái hồn của nơi chốn. Cái người nghệ sĩ hay là các một số nhà văn hay là nhà văn hóa họ cũng coi trọng là thành phố đấy là được tiếp cận bởi những cái nơi chốn. Người ta không cần nhìn một cái bản quy hoạch tổng thể nào cả, mà người ta chỉ cần nhìn một cái gốc cây, một cái kỷ niệm ở đấy người ta và người ta nhớ bạn là đấy là cái thông già, đấy là đường quanh co, đấy là Đà Lạt. Còn Hà Nội là cây cơ muội vàng, cây bàng lá đỏ, hoa sữa mùa thu. Hay Nguyễn Đình Thi cũng viết là đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, tức là những cái hồ. Ta nhớ về Hà Nội đấy là cái hồ, các cụ nhà ta từ thời xa xưa đã có quan niệm rằng là đô thị phải là nơi mà đất tốt ở đây tức là gì, tức là nó phải có tinh thần tốt. Ví dụ như Hà Nội thì trong Chiếu Rời Đô cũng đã nói rồi, đấy là nơi thắng địa, nơi mà đất cao mà bằng phẳng, mọi vật rất là tươi tốt, thì sẽ đấy là chọn là kinh sư của muôn đời, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận đô thị đấy, người ta suy nghĩ như nào về cái đô thị đấy và người ta tác động như thế nào đến để xây dựng cái thành phố đấy. Tức là mọi người đều có cái quyền và nghĩa vụ đối với việc trong việc xây dựng các thành phố, thì đấy là cách tiếp cận từ nơi chốn.